ăn đi. Nè cầm ăn. Bé giữ. Đau đốt miếng rồi. Ủa thơm ghê á. Mệt giống như có cảm giác bị luôn. Đó. Không muốn sợ bệnh mà chỉ sợ lây thôi. Trứng gà kìa ghê. Chấm. Lỡ thành đi, yêu nhau muôn năm trời ngày đêm.
Con cần dạ mới đạo lý này chị em được. Em sẽ làm tốt công việc. Nếu như không còn chuyện gì khác, em xin phép đi trước. Đất mày đưa cái gì nó cũng ăn cái gì. Ừ. Nó tiếng là nó không ăn. Tao làm cho nó ăn thì tao bí. Good morning. I just wanted to say xong chắc không ngủ được. Lúc tới 1 giờ chiều hả là hả? Cô ngủ công nhận con má thì con má còn không có nhà mình nữa đó. Giống như nên có máy lạnh vậy. Bành nhiễn nhiễn á. Ừ, có ông cúp phiếu rồi. Nghe nói gì? Nghe đi trai. Ngon quá.